Đêm qua nằm mơ, nằm mơ thấy chung nhân chàng ta thật đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi hồng. Hôm nay em cà phê, ngờ đâu thấy anh ngang qua, chàng rơi trên đầu xong. Chàng ơi có yêu em không? Tình là tình đang tình, nụ cười chàng ai dính, dạng này làm cho trái tim em xuyên sao. Tình là tình đang tình, chẳng có chàng tung thính, từ một lòng em sẽ bước theo. Hay nay mai em sẽ báo công an, vì chàng đã đánh cắp tim em. Anh công an, anh tên án chung thân, để chàng biết chàng sẽ yêu mình em thôi. Cái đôi ba giây thôi nó bị im mê lắm rồi, nhưng mà chẳng ghét mấy với em đâu. Từng giọt từ môi nó thông cách lời, baby stop. Quay nào, anh đi phải act the cool, hay là mang ly xanh em say hi, để đêm nay ta đi bộ và về hai. Ok ok, cho anh xin in từ nha. Sẽ lắm anh à, 113 là xa số thôi, còn là anh cứ chặt số nhà. Hay là để anh đưa em về nhà. Nhà cấp ba to to nhất làng, mỗi lần thời trên chào ba má em, mỗi lần còn giữ chứng nhận giá thú. Đêm qua em nằm mơ, nằm mơ thấy chung nhân chàng ta. Trai mặc chiếc áo sơ mi hồng. Hôm nay em cà phê, ngờ đâu thấy anh ngang qua, chàng rơi trên đầu xong này. Chàng ơi chàng có yêu em không? Tình là tình đang tình, nụ cười chàng ai dính, dạng người làm cho trái tim em xuyên sao. Tình là tình đang tình, chàng cứ chàng tung thính, từ một lòng em sẽ bước theo. Hay nay mai em sẽ báo công an, vì chàng đã đánh cắp tim em. Anh công an, anh tên án chung thân, để chàng biết chàng sẽ yêu mình em thôi. Tình là tình đang tính, chẳng cả chẳng công thính, từ mặt lòng em sẽ bước.